liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19 do từng đến quán Babuda, cơ quan chức năng thành phố cho biết đã xác định được 153 người từng đến quán ba này trong thời gian từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3. Để kiểm soát tình hình cũng như phòng lây nhiễm trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đề nghị những khách hàng từng đến quán Babuda trong thời gian từ 14 tháng 3 đến 18 tháng 3 khẩn trương liên hệ với các cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.